Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em đang cầm trên tay đây là một con iPhone 6s. Con này không phải là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Và nhân vật chính của video ngày hôm nay đấy là con Bose loa Bose Bluetooth Soundlink Mini. Đây là một sản phẩm không phải là một sản phẩm mới ra trên thị trường hay là một model mới. Nhưng mà con này thì cũng đã có một cái thời gian ra mắt khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì cái chất lượng của nó cũng như là cái tầm ảnh hưởng của nó cũng đang là một chủ đề hết sức là tốn nước bọt của rất nhiều chuyên gia chơi loa đài ở Việt Nam, và cũng có rất nhiều khách có nhắn tin cho em và tìm con này. Và gần đây nhất thì em có tìm được một con cho một anh ở trong Cần Thơ, và con thứ hai này em đang còn cầm trên tay là mới con em mới săn được, rất là khó vì hàng này cũng khá đắt. Ở bên này thì người ta đang bán với giá là so với tiền Việt Nam thì nó ở chỗ đắt nhất là người ta bán khoảng tầm 3 triệu tư tiền Việt Nam đối với ở bên Nhật này tương đương, còn ở chỗ mà rẻ nhất ấy, thì có chỗ bán khoảng tầm 1 triệu 8 đến 2 triệu gì đấy. Đấy thì con này cái con em cầm trên tay thì nó có màu silver, màu bạc, và nó sản xuất tại Malaysia. Thông số của con này thì nó là 12V và tiêu thụ với cái dòng điện, cường độ dòng điện là 0,833 ampere. Và phụ kiện nó đi kèm của nó thì gồm những cái gì? Đối với một con hàng cũ thì em vẫn mua được những gói con nó có đầy đủ hết phụ kiện của nó. Ví dụ như đầu tiên là cái đĩa sạc. Đĩa sạc thì sẽ có một cái chân sạc ở cái cổng sạc ở đây, và cái có hai cái terminal, cái chân của nó ở đây để cắm vào cái của con loa bot. Đấy thì là phụ kiện của nó về cái sạc là nó như thế. Ngoài ra thì nó cũng có thêm một cái sạc khác rồi với cái một cái dây sạc nhé, và cái ổ cắm. Thì con này thì nó sẽ tiêu thụ với cái dòng với cái hiệu điện thế là từ 100V đến 240V, nghĩa là đối với thị trường Nhật và thị trường Việt Nam đều, và tất cả thị trường trên thế giới đều nó đều chạy được. Nên các bạn không phải lo về việc đuổi nguồn hay là dùng một cái thiết bị nào khác để chuyển đổi. Đấy thì dây sạc nó cũng khá là dài, đó, tầm tầm 1 mét. Đấy, em nó cuốn gắn gọn lại đây. Thì ở trên loa thì cũng có một cái cổng sạc và có thể cắm trực tiếp vào cái loa và để sạc, hoặc là có thể cắm vào cái đĩa sạc để sạc như thế này. Đấy, thì rất là tiện dụng. Và ngoài ra thì về chức năng của loa thì có hai mặt loa ở hai bên như thế này rồi, và thứ hai nữa là nó có các chức năng như là line in. Line in thì đây có một cái line in ở đây, thường ký hiệu là A AUX thì nó sẽ cắm vào đây. Các bạn có thể cắm tai nghe, là cắm cái từ điện thoại vào để nghe được. Đấy. Đấy, jack 3.5 thì cắm từ điện thoại vào đây có thể nghe được ngoài bình thường. Thứ hai nữa là cái sạc của nó cũng có thể sạc bằng cái chân jack USB tai bi của Android, sạc Android rất tiện dụng. Có thể là được dùng được cả sạc Android cả với sạc chuyên dụng của nó. Rất tuyệt vời không ạ? Thì ngoài ra thì có chức năng Bluetooth tăng giảm âm lượng các phím bằng cao su ở trên cái mặt của nó, rất là tiện dụng. Nó lại tăng âm lượng, giảm âm lượng nó luôn. Bluetooth thì khi các bạn khởi động lên thì cái đèn Bluetooth nó sẽ xanh như này. Đấy, và các bạn thể ấn giữ nó một lúc thì nó sẽ nhảy liên tục và nó tối như thế này. Đấy, đấy mình sẽ bật cái con iPhone lên. Mình sẽ bật Bluetooth sẵn và nó vừa kết nối ngay cái đít đây đấy. Này, Bose Mini Soundlink, mình sẽ nghe thử một đoạn nhạc cho tất cả các bạn. Em sẽ nghe thử đoạn cho tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng và thử cái giò của em Bose Soundlink này. Mini Soundlink Mini, một trong những, em đánh giá một trong những cái gọi là siêu phẩm trong cái dòng mini và mini Bluetooth mà để nghe nhạc. Con này thì theo đánh giá của em đối với một phòng 15 đến 20 mét vuông một mình nó đập, thì với cái kích thước của một loa mini như thế này nhưng mà cái công suất nó phát ra tương đương với một bộ dàn mini cỡ trung. Đấy.
Em sẽ cho một đoạn nhạc nghe thử. Nó bật trên nhạc trên YouTube, nhạc không lời. Tại sao cái này cũng nhạc nhạc không lời vì nó không có bản quyền. Đấy. Nên các bạn có thể nghe bass nó đánh, em cho to tiếng lên. Đấy. Đập rung nhà luôn. Đây em đang để nhạc ở mức mức rất bé. Đấy, 1/3. Đấy, 1/3 mà nó đánh như thế này. Đấy, kêu.私は。